Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Anh em biết gì chưa, hôm nay bên Garena có quay lại chế tác mà anh em cũng rất thích luôn đó. Đó là 4KM1887. Anh em cũng đợi lâu lắm rồi đúng không? Ok, không nói nhiều nữa, vô thôi. Đây rồi, chế tác M1887, lần này anh Garena cho vào vòng quay chế tác nha. Để xem tỷ lệ đổi nào, ái chà, cây đắt nhất là 7 đá và 3 bản vẽ nha. Cây này tăng 2 tốc bắn 1 sát thương, giảm tốc độ di chuyển cây này cũng rất mạnh luôn đó. Tiếp theo là cây thủy nộ, cây này đổi tỷ lệ là 5 đá và 2 bản vẽ nha. Cây này tăng 2 tầm xa và 1 sát thương, giảm độ chính xác, rất thích hợp cho bạn nào chơi one shot. Tiếp theo là cây lôi nộ, cây này theo ý kiến riêng của mình là yếu nhất nha. Cây này đổi tỷ lệ là 4 đá và 2 bản vẽ, và tăng 1 tốc bắn và 2 độ chính xác, giảm tốc độ di chuyển. Và cuối cùng là cây địa chất. Cây này đổi tỷ lệ là 4 đá và 2 bản vẽ nha. Cây này tăng 2 tốc độ thay đạn và 1 xuyên giáp, giảm đi độ chính xác nha. Trong 4 cây này thì mình thấy mỗi cây này là ok nhất thôi. Vừa rẻ lại còn vừa mạnh, mình khuyên nếu các bạn có ý định lấy thì lên lấy khẩu này nha. Bạn nào thích chơi one shot thì lấy khẩu thủy nộ cũng được nha. Mình có cây này rồi nên mình sẽ không quay nữa nha. Đây rồi, M1887 địa chất. Đợt trước mình lấy khẩu này cũng khá đắt. Đợt trước mình lấy là mất 2.000 kim cương mới lấy được khẩu này. Khẩu này rất mạnh luôn. Bây mình sẽ vào huấn luyện test cho mọi người xem nha. Mình sẽ làm vài đường one shot cho mọi người xem. Các bạn nhìn thấy chưa, đẹp quá, hiệu ứng xung quanh luôn. Bây mình sẽ làm vài đường one shot cho mọi người xem. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Đấy, các bạn thấy tốc độ thay đạn nhanh chưa? Và ok, vậy là video mình đến đây là hết rồi. Và hy vọng các bạn đang xem video này, nếu thấy hay đừng quên ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những video hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.